Sách Phúc âm Ma-thi-ơ Đoạn 5. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giêsu đi lên núi, lúc ngài ngồi xuống các môn đồ đến gần, ngài mở lời truyền dạy rằng: "Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất" phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy đức chúa trời phước cho những người hòa giải vì sẽ được gọi là con đức chúa trời phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ bắt bớ vu cáo đủ mọi điều xấu hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy các con là muối của đất nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được muối ấy trở nên vô dụng phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất vì thật ta bảo các con trước khi trời đất qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được cho đến lúc mọi sự được hoàn tất do đó ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vâng giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng, vì ta bảo cho các con biết, nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người pharisee, -si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng: "Chớ giết người, nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử nhưng ta bảo các con ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt vì vậy khi các con đem lễ vật dân nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình hãy để lễ vật trước bàn thờ trở về giải hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dân tế lễ khi con đi đường với kẻ tố cáo mình hãy nhanh chóng giải hòa với người ấy nếu không người ấy sẽ nộp con trước quan tòa quan tòa giao cho cai ngục và con sẽ bị bỏ tù thật ta bảo con con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng các con có nghe lời dạy chớ phạm tội tà dâm nhưng ta bảo cho các con biết hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi nếu mắt bên phải khiến con phạm tội hãy móc và ném nó đi vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục nếu tay phải của con gây cho con phạm tội hãy chặt và ném nó đi vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục lại cũng dạy rằng ai ly dị vợ hãy cho nàng một giấy ly hôn nhưng ta bảo các con ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình còn ai cưới người đàn bà ly dị thì phạm tội ngoại tình các con có nghe lời dạy cho người xưa rằng chớ bội lời thề phải giữ vẹn lời thề đối với chúa nhưng ta bảo các con đừng thề gì hết đừng chỉ trời mà thề vì đó là ngai của đức chúa trời đừng chỉ đất mà thề vì đó là bệ chân của ngài đừng chỉ thành jerusalem mà thề vì đó là thành của vua lớn cũng đừng chỉ đầu của con mà thề vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được nhưng chỉ nên nói phải phải hay không không là đủ còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra các con có nghe lời dạy rằng mắt đền mắt răng đền răng nhưng ta bảo các con đừng chống cự kẻ ác trái lại nếu ai vả má bên phải hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài hãy cho người ấy lấy luôn áo trong nếu ai bắt con đi một dặm hãy đi với người ấy hai dặm ai xin hãy cho ai mượn của con thì đừng từ chối các con có nghe lời dạy rằng hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch nhưng ta bảo các con hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao thế thì các con phải nên toàn thiện như cha các con ở trên trời là toàn thiện sách thứ nhất của samuel chương 8 phần hai sau lơ dân israel đòi có một vua khi đã già, Samuel lập các con trai mình làm quan xét cho Israel. Tên người con trưởng là Joen, người con thứ là Abiza. Họ xét xử tại BEC3. Nhưng các con trai ông không đi theo đường lối của ông. Họ chạy theo lợi lộc, nhận hối lộ và làm sai lệch công lý. Tất cả các trưởng lão Israel đều tập hợp lại và đến với Samuel tại Rama. Họ nói với ông, kìa, Ông đã già yếu, các con trai ông lại không đi theo đường lối của ông. Bây giờ, xin hãy lập một vua để cai trị chúng tôi như tất cả các nước khác. Lời họ nói, hãy cho chúng tôi có một vua để cai trị chúng tôi, làm Samuel buồn bực. Vì thế, Samuel cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Samuel, hãy lắng nghe mọi lời của dân chúng nói với con, vì không phải họ từ khước con đâu mà từ khước ta để ta không còn làm vua của họ nữa theo như cách họ vẫn đối xử với ta từ khi ta đem họ ra khỏi ai cập cho đến ngày nay họ đã chối bỏ ta để phục vụ các thần khác nay họ cũng đối xử với con như thế vậy bây giờ hãy nghe theo tiếng của họ tuy nhiên con phải nghiêm khắc cảnh cáo và cho họ biết cách thức vua sẽ cai trị họ Samuel thuật lại mọi lời của Đức Diêu Va cho dân chúng khi họ xin ông một vua. Ông nói, đây là cách mà vua sẽ cai trị anh em. Vua sẽ bắt con trai anh em làm người đánh xe ngựa chiến, hoặc làm kỵ binh, hoặc chạy trước xe của vua. Người sẽ lập chúng làm chỉ huy trưởng nghìn người, hoặc chỉ huy trưởng năm mươi người, hoặc bắt chúng cày ruộng, gặt hái, chế tạo vũ khí và các thiết bị của xe vua người sẽ bắt con gái anh em làm thợ pha chế nước hoa, nấu bếp và làm bánh. Vua sẽ lấy đồng ruộng, vườn nho và vườn cây ô liu tốt nhất của anh em mà cấp cho quần thần mình. Vua sẽ đánh thuế một phần mười trên ngũ cốc và vườn nho của anh em để cấp cho các quan chức và quần thần mình. Vua sẽ bắt những tôi trai tớ gái, những thanh niên ưu tú nhất của anh em và cả bầy lừa của anh em mà dùng vào công việc người vua sẽ đánh thuế một phần mười trên những bầy chiên của anh em và anh em sẽ làm nô lệ cho người. Bây giờ, anh em sẽ kêu la vì cớ vua mà chính anh em đã chọn cho mình. Nhưng lúc đó, Đức giê va sẽ không nghe anh em đâu. Đòi hỏi của Israel được đáp ứng. Nhưng dân chúng từ chối nghe theo lời của Samuel và họ nói, không, dù sao chúng tôi cũng phải có một vua chúng tôi cũng giống như tất cả các nước khác. Vua chúng tôi sẽ cai trị chúng tôi, đi ra dẫn đầu chúng tôi và chiến đấu cho chúng tôi. Samuel nghe tất cả những lời của dân chúng và thư lại với Đức giê va Đức giê va phán với Samuel, hãy nghe theo lời của họ và lập cho họ một vua. Sau đó Samuel nói với người Israel, mọi người hãy trở về thành của mình. Sách thứ nhất của Samuel Chương 9 Sau lơ được chọn làm vua Bấy giờ, có một người thuộc bộ tộc Benjamin có thế lực và giàu có tên là Kích. Ông là con của Abien, cháu của Sero, chắt của Bekorat, chít của Afiak, là con của một người Benjamin. Kích có một con trai tên là Sau lơ còn trẻ và đẹp trai. Trong dân Israel, không có người nào đẹp trai bằng chàng. Sau lơ cao hơn mọi người từ vai trở lên. Một hôm, mấy con lừa cái của kích bị lạc. Ông bảo sau lơ, con mình, hãy đem một trong các đầy tớ theo với con và lên đường đi tìm lừa. Sau lơ đi khắp vùng đồi núi Ephraim, trải qua vùng đất Salisa, nhưng không tìm được. Tiếp đó, họ đi ngang qua đất Salim, địa phận Benjamin, nhưng cũng không gặp. Khi đến đất Sufer, Sau Lơn nói với người đầy tớ cùng đi với mình. Này, chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn nghĩ đến việc mất lừa mà lại lo lắng cho chúng ta đấy. Người đầy tớ nói, kìa, trong thành này có một người của Đức Chúa Trời là người rất được tôn trọng. Tất cả những gì ông nói đều chắc chắn xảy ra. Vậy chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Sau lơ nói với đầy tớ mình, phải, nhưng nếu đi đến đó chúng ta sẽ đem gì đến cho người? Vì bánh trong các bao của chúng ta đều hết, và chúng ta không còn một lễ vật nào để đem đến cho người của Đức Chúa Trời, chúng ta còn gì đâu. Người đầy tớ lại nói tiếp, đây, tôi đang có trong tay khoảng 3 gram bạc, tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta ngày xưa trong israel khi người ta đi thỉnh ý đức chúa trời thì thường nói hãy đến chúng ta hãy đi gặp nhà tiên kiến vì người mà ngày nay người ta gọi là nhà tiên tri ngày xưa được gọi là nhà tiên kiến sau lơ nói với người đầy tớ được chúng ta hãy đi rồi họ đi đến thành có người của đức chúa trời đang ở họ đang đi trên con đường dốc lên thành thì gặp các cô gái đi ra múc nước họ hỏi nhà tiên kiến có ở đây không các cô gái đáp có người vừa đi trước các ông đó hãy đi nhanh lên người mới vừa đến thành vì hôm nay dân chúng có buổi tế lễ tại nơi cao ngay khi vào thành các ông sẽ gặp người trước khi người lên nơi cao để dự lễ dân chúng sẽ không ngăn trước khi người đến vì người phải chúc phước cho sinh tế sau đó các khách dự tiệc mới ăn vậy bây giờ hãy lên đi vì hôm nay các ông chắc sẽ gặp người. Họ đi lên thành. Khi vừa vào thành, họ thấy Samuel đang đi ra về phía họ trên đường lên nơi cao. Một ngày trước khi Saul lơ đến, Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho Samuel biết, ngày mai, vào giờ này, ta sẽ sai một người từ địa phận Benjamin đến với con và con sẽ sức giàu cho người làm lãnh tụ của dân Israel ta người ấy sẽ giải cứu dân ta khỏi tay người Philippines vì ta đã đoái xem dân ta và tiếng kêu than của họ đã thấu đến ta. Khi Samuel vừa thấy sau lơ, thì Đức Dơ Va phán bảo ông, kìa là người mà ta đã nói với con, ấy chính là người sẽ cai trị dân ta. Sau lơ đến gần Samuel ở giữa cổng thành và hỏi, xin ông làm ơn chỉ dùm tôi, nhà của người tiên kiến ở đâu, Samuel trả lời sau lơ, tôi là nhà tiên kiến đây. Hãy đi trước tôi lên nơi cao, vì hôm nay hai anh sẽ dùng bữa với tôi. Sáng mai tôi sẽ để cho anh đi và sẽ nói cho anh biết mọi điều anh đang bận tâm. Còn những lừa cái của anh đã mất ba ngày nay, đừng lo lắng về chúng, vì đã tìm được rồi. Và lại, mọi thứ quý báu nhất trong Israel được dành cho ai, chẳng phải là cho anh, và cho cả nhà cha của anh sao? Sau lơ nói, tôi chẳng phải là một người Benjamin, một bộ tộc nhỏ nhất trong các bộ tộc Israel sao? Gia tộc tôi lại hèn mọn hơn hết trong các gia tộc của bộ tộc Benjamin. Vậy tại sao ông lại nói với tôi những điều này? Samuel dẫn Sau lơ và người đầy tớ vào phòng khách, mời ngồi ở hàng đầu trong các khách dự tiệc, khoảng 30 người. Rồi Samuel bảo người đầu bếp hãy đem ra đây phần mà ta đã trao và dặn ngươi để riêng. Người đầu bếp đem thịt đùi dọn ra trước mặt sau lơ. Sao nói, đây là phần đã để lại dọn ra cho anh. Mời anh dùng, vì tôi đã để dành phần đó cho anh trong dịp đặc biệt này, để anh dùng với quan khách. Vậy trong ngày đó, Sau Lơ dùng bữa với Samuel. Sau đó mọi người từ nơi cao đi xuống, và vào trong thành, còn Samuel trò chuyện với Sao Lơ trên mái nhà bằng. Qua ngày sau, họ dậy sớm. Lúc dạng đông, Samuel gọi Sao Lơ đang ở trên mái nhà và nói Hãy trỗi dậy, tôi sẽ tiện anh lên đường. Sao Lơ trỗi dậy rồi cùng đi ra với Samuel. Samuel sức dầu cho Sao Lơ Khi họ đang đi xuống đến cuối thành, thì Samuel nói với Sao Lơ, hãy bảo người đầy tớ đi trước chúng ta và khi anh ta đi qua rồi anh hãy dừng lại một lúc để tôi nói cho anh nghe lời của đức chúa trời